Bạn có thể nhìn thấy cái phần đỏ trên con bi cái thì tất cả đầu cơ dưới đỏ đấy thì đều gọi là dưới tâm bi. Trường hợp đầu tiên, nếu các bạn muốn đứng cái đường xa như thế này thì nếu các bạn sử dụng phương pháp thông thường là đánh tâm bi thì con cái sẽ bị tuột xuống như thế này. Còn nếu các bạn để đầu cơ hướng 6 giờ và đánh lực mềm thì con cái sẽ đứng lại như thế này và dễ dàng điều được bi đen. Tiếp theo đó là các bạn muốn ăn bi đỏ và lỗ 10. Nếu đánh thông thường thì bi đỏ sẽ đứng im. Và một tip đây là các bạn sẽ đánh dưới tâm bi hướng 6 giờ để con bi đỏ được chuyển áp phê tiến lên và dễ dàng ăn vào lỗ 10. Trường hợp tiếp theo, trường hợp này tương đối khó là nếu bạn trôi thông thường thì chắc chắn là sẽ va hàng bi đen này rồi. Và tip là các bạn hãy nâng cao góc đầu gậy và đánh hướng 6 giờ 30, con cái sẽ nhảy lên và trôi về phía con bi đỏ. Hãy tập luyện để thành công.